Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Chúng ta cùng xem game Liên Quân có gì vui hé. Zô. Xúc bọt, tao thấy nháy nháy cái gì trên đầu mày kia ấy đi ơi. Hả? Oh shit, here we go again. Hình ảnh khi con cờ Zixi được feed quá nhiều. Rồi rồi, mày xong rồi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Hello, ăn tà thần trước đi nhé. Tao ăn bát bún cay đã. Mày chơi Liên Quân quá 180 phút rồi đó con trai. Chuyện thường thấy trong Liên Quân Mobile. Ai ơi, quý ấy gì đến mức nào? Có anh em nào thử mấy build đồ này cho con Elite chưa? Comment phía dưới cho tôi biết nhé. Nice. Ôi trời ơi.